Mời mọi người ăn cá chim với mẹ con mình nha. Đấy. Đúng rồi. Xô ra đây này. Nè, cho ngô phu ra đây ngồi. Ngô phu ra đây. Ngô phu ra đây. Cho ngô phu ngồi đây. Ngô phu hả? Ừ. Mà gọi ai là ngô phu? Ngô phu à, con bong bong nó sói. Gia đình nhà sói. Ngồi này đi. Đấy. Còn cái mặt của tôi ăn. Rồi là do kìa. Không có cầm lên đã mà không có rồi tin mẹ
chua ngọt các bạn. Chua lắm đấy. Vâng, chua cuốn mặt con như này. Đâu? Sát vào cái cầm bàn này. Thì các bạn nhìn được không? Vâng. Ok. Con lấy cái này vào đây đã. Để con nghe cũng được. Nó cũng không biết. Cô nó bằng. Cô nó bằng quá. Sao mất ngay. Mọi người. Đâu? Con đâu? Đây. Mình giới thiệu các con này cho các bạn đi. Đi chơi đi. Đâu. Vâng ạ. Đây. Ờ không sao kệ. Cứ để kệ. Nó vẫn có hình. Ngọc lại vậy ạ. Ừ. Đấy. Xem này. Ừ. Nó giả đây là được rồi, không được đâu đấy. Giả đây là cũng đến rồi. Đúng không? Đừng có động vào. Nhưng mà mất thương lượng này. Đừng có động vào, muốn thương khỏe đâu ạ. Nó phải như thế nó mới dài. Con cứ kệ đi, con cứ theo đẳng ấy. Ừ, nói đi. Nói cái gì cũng như hôm qua con nói. Nói là ừ. Đây là con gì, con gì, con chơi gì. Các bạn ơi, đây là con gì. Trên con, con đừng có nhắc con lên, con cứ cho bình thường, con để đây được rồi. Nhắc con lên rồi. Để nó cứ để thôi. Các bạn có biết đây là con gì không? Nó chơi như nào? Ảnh vào mắt nhiều view đi. Quang hôm qua. Đây. Cái này đúng rồi. Rồi. Nó bay được cái này á. Ừ. Ừ, em bắn rồi. Ừ. Sát cái này rồi. Ừ. Các bạn đã biết chưa? Ừ, em bắn rồi. Ừ, ừ, ừ. Còn nhìn nâng nó lên cứ rơi là bằng phẳng nằm đây nằm đây chứ nó không biết đứng, không phải nó không biết đứng mà nó không vững, để cho nó nằm cho nó vững. Đúng rồi. Thank you.
Đấy, con nhìn thấy con ở đây chưa? Sao con lại ở như này? Ở như này làm gì? Chúng ta mọi người nhìn thấy không? Cứ ấy thẳng thì mọi người chẳng nhìn thấy con đâu cả. Nạp đạn lên được luôn ạ.